Cô bạn hỏi là cách kết hợp giữa BHA, retinoids, niacinamide, vitamin CHA trong một chu trình. Một câu hỏi rất là hay luôn. Bây giờ thử một bạn nào đấy đi. Thử một bạn nào đấy cho bác sĩ Ngọc. Mà câu này hơi khó. Câu này nếu như các bạn trả lời thì nó sẽ hơi khó. Được rồi, để bác sĩ Ngọc sẽ giúp các bạn nhé. Nhưng mà trước tiên, câu này nó rất là hay. Câu này nó rất là hay bởi vì là BHA có công dụng của nó này, retinoid có công dụng của nó này, niacinamide có công dụng của nó này, HA có công dụng của nó này. Đấy, ở trong cuốn sách này bác sĩ Ngọc có nói rồi là cái nguyên tắc dùng như thế nào và ví dụ cho các bạn về một cái chu trình từ sáng đến tối như thế nào rồi. Thế thì ở đây là có rất nhiều này, BHA này, retinoids này, niacinamide, vitamin CHA này. Thì ở đây nhá, thứ nhất là bạn đang kết hợp rất là nhiều sản phẩm nó có khả năng gây kích ứng, ví dụ BHA này, retinoid này, niacinamide nồng độ cao có thể gây kích ứng này, vitamin C cũng thế. HA thì là nó không có thể không gây kích ứng. Thì trước tiên ấy là về cái sự lựa chọn ấy. Về đầu tiên là về sự lựa chọn đã này, sau đó thì đến nồng độ này, bao nhiêu này, sau đó thì mới đến cách dùng. Tại vì là bây giờ nói là đưa cho các bạn một cái liệu trình dùng ấy, nhưng bây giờ các bạn lựa chọn nồng độ sai thì cũng không được. Nếu như mà đang dùng nhiều thế này nhá thì BHA bạn chỉ nên dùng dưới 2% thôi, khoảng 1% thôi. Thứ hai là retinoid thì bạn sẽ chỉ nên dùng cái dạng nó nhẹ, ví dụ như là retinaldehyde hoặc là retinoid. Trong sách này có nói nhá, không phải quảng cáo sách đâu, nhưng mà nếu như các bạn mà đọc sách trước rồi ấy, thì thỉnh thoảng các bạn lên hỏi các bạn nghe các bạn sẽ rất là ngấm. Đấy, retinoid hoặc là retinaldehyde nhá, thì những cái đấy nó nhẹ, hoặc là adapalene nó cũng nhẹ, nhưng mà nếu như các bạn dùng tretinoin hoặc là tazarotene thì nó sẽ rất là mạnh và dùng kết hợp cùng những thứ này thì e rằng là khó. Đấy, thì bạn sẽ dùng retinoid hoặc là retinaldehyde hoặc là adapalene thì có thể dùng được ở cái nồng độ thấp thôi ban đầu. Rồi, niacinamide thì mình sẽ chỉ nên dùng cái nồng độ khoảng dưới 10% thôi. Đấy. Vitamin C cũng thế, loanh quanh dưới 10% thôi. HA thì nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà những cái sản phẩm mà nó có thể gây kích ứng như kìa. Thì bác sĩ Ngọc vừa mới nói đấy là nhất BHA là chọn dạng không cồn, BHA là không cồn nhé. Thứ hai là nồng độ 1-2%, retinoid thì chọn những cái như là adapalene, retinoid hoặc là retinaldehyde ở nồng độ thấp ban đầu. Niacinamide và vitamin C chọn dưới 10%, đấy là cái cách chọn nhé. Thứ hai là về cái cách dùng như thế nào. Thì những sản phẩm này nếu như mà dùng dồn vào cùng một buổi thì sẽ không thể nào dùng được. Vì thứ nhất là nó xung đột nhau rất là nhiều và nó rất là dễ gây kích ứng nếu như mà dồn vào một buổi. Thì nếu là bác sĩ Ngọc nhé, thì bác sĩ Ngọc sẽ dùng như thế này. Đây là nếu là bác sĩ Ngọc nhé, còn phải tùy thuộc xem da bạn như thế nào, chụp da bác sĩ Ngọc xem nữa nhé. Bây giờ sẽ nói nếu như là bác sĩ Ngọc thì bác sĩ Ngọc sẽ dùng thế này nhé. Thứ nhất là retinoid thì sẽ dùng đều đặn buổi tối. Thứ hai là HA thì sẽ dùng cả sáng cả tối cũng được. Thứ ba là niacinamide và vitamin C thì có thể dùng xen kẽ nhau, là hôm nay niacinamide, ngày mai vitamin C dùng buổi sáng. Đấy. Còn BHA thì sẽ dùng vào buổi chiều. Hơi phức tạp đúng không? Để bác sĩ ví dụ cho các bạn xem nhé. Ví dụ thế này, buổi tối mình sẽ dùng đều đặn là serum HA, sau đó đến retinoid. Đấy. Buổi sáng mình sẽ dùng là niacinamide vào ngày chẵn, vitamin C vào ngày lẻ. Và trước đó là sau bước toner mình dùng HA, sau đó mình dùng đến vitamin C hoặc là niacinamide vào ngày chẵn lẻ, xen kẽ nhau. Đấy. Còn buổi chiều mình sẽ dùng BHA. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Các bạn thấy hay chưa? Các bạn có thể là lưu lại cái đoạn này nhá. Đấy là cái cách của bác sĩ Ngọc. Hoặc là các bạn, tại vì đây là có rất nhiều món mà các bạn muốn dùng ý, nếu như mà để mà tối ưu được trong một cái chu trình ý, thì mình nên chia ra như thế: sáng, ngày chẵn, ngày lẻ, xen kẽ nhau, niacinamide và vitamin C. Và HA thì sẽ dùng cả sáng cả tối. Sau bước toner, tối thì đều đặn dùng retinoid và buổi chiều thì dùng BHA. Các bạn có thể lưu lại đoạn này nhé. Và buổi chiều dùng BHA như thế nào thì các bạn có thắc mắc không? Thì nếu như cái nồng độ mà BHA của các bạn ý, mà nó khoảng 1% thôi, mà nó không có cồn đấy, thì các bạn có thể là dùng buổi chiều. Nhưng mà cái này nó là cả một nghệ thuật nhá. Mỗi người, khi mà các bạn nấu ăn ấy, mỗi người sẽ có một cái gia vị khác nhau. Gia đình, có những gia đình là ăn mặn hơn, có những gia đình ăn nhạt hơn. Thì cùng là một cái công thức như thế, người ta hướng dẫn cho trên mạng như thế. Nhưng mà gia đình mình ăn mặn hơn thì mình sẽ phải cho thêm một chút muối. Gia đình mình ăn nhạt hơn thì mình phải bớt muối đi. Bây giờ bác sĩ Ngọc hướng dẫn chung như này, nhưng mà đối với mỗi từng người ấy, thì mình phải lắng nghe da của mình nhá, chứ không phải là cứ thế là áp dụng liền đâu, là nó sẽ rất là hại, tệ hại đấy nhá. Thế thì đối với cả buổi chiều ấy, thì các bạn sẽ, nếu mà dùng BHA ấy, thì có thể mình sẽ dùng 2 lần một tuần, 3 lần một tuần, hàng ngày, tùy thuộc vào da mình khỏe hay là da mình dễ kích ứng, tùy thuộc nhá. Cái này các bạn không phải là áp dụng luôn mà sẽ phải lắng nghe da của mình. Hôm nào yếu yếu cảm thấy da nó đỏ đỏ rát rát thì ngừng, không được dùng nữa, mà hôm nào cảm thấy da khỏe thì cứ thế mà bôi thôi. Thì buổi chiều các bạn sẽ làm như sau. Bước 1 là tẩy trang nhá. Bác sĩ Ngọc đang dùng hai loại tẩy trang này. Cái này thì dùng trung thành rồi, khá lâu rồi, Dioderma, nhưng mà cái chai này to lắm, mang đi hơi vất. Thì bây giờ bác sĩ Ngọc đang dùng cái chai này, cũng không to bằng, nhưng mà nó cũng khá to, nhưng không không to bằng của Skinavit. Đấy, cái này thì dùng nó cảm giác nó hơi tê tê ở trên da. Những bạn nào mà da nhạy cảm quá thì chắc là không dùng được. Bác sĩ Ngọc nghĩ vậy bởi vì là cảm giác nó hơi tê tê. Còn có thể là những bạn nào mà da hợp thì dùng được. Còn cái này da dầu mụn dùng thích này. Thì bước 1 là mình tẩy trang. Đấy, tẩy trang thì mình sẽ bóp bông tẩy trang đẫm nước vào, sau đó mình lau nhẹ nhàng. Lau nhẹ nhàng, thật là yêu thương làn da.
và lau khoảng vài lần cho nhìn khi nào mà cái bông tẩy trang ấy nó trắng như là khi mình đổ nước vào ấy, nó trắng như thế thì là mình có thể là dừng lại. Đấy. Và sau khi mà dùng tẩy trang xong ấy thì trong cái nước tẩy trang nó sẽ có nhiều những cái chất tẩy rửa chắc chắn là như thế. Thì mình sẽ làm thêm một cái bước này nữa này, đó là mình dùng toner. Mình dùng toner, mình thấm đẫm toner vào bông, sau đó thì mình lau nhẹ nhàng. Mình lau nhẹ nhàng, mình thật là yêu thương làn da. Lau nhẹ nhàng, bóp đẫm vào, đau lại nhau nhẹ nhàng. Thì lúc này là cân da sẽ được đưa vào cái độ pH tốt hơn, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là nó sẽ làm sạch da nhẹ nhàng và nó cân bằng lại những cái mà tẩy trang nó khiến cho da mình hơi rát rát và nó làm sạch những cái chất tẩy rửa. Thì lúc này da của mình gọi là sạch, được gọi là một bước cleansing rồi. Bình thường là mình làm double cleansing đúng không? Buổi tối mình phải double cleansing là mình tẩy trang rồi mình dùng sữa rửa mặt đúng không? Nhưng mà buổi chiều ấy nó không phải là một bước dưỡng mà nó là một cái bước treatment dùng BHA. Thế thì mình sẽ có thể là làm sạch nhẹ nhàng bằng tẩy trang, khi nào mà nhìn cái bông nó sạch tinh rồi ấy, thì mình dừng lại và mình sẽ lau lại một lượt bằng toner, hoặc là mình đi rửa nhẹ bằng nước sau đó mình lau lại toner. Sau đó mình dùng BHA hoặc là AHA lúc này. Thường làm như thế làm rất là nhiều năm nay rồi và cũng hướng dẫn các bạn như vậy. Trong cái trường hợp mà các bạn có quá nhiều cái bước treatment mà mình không thể nào gộp được vào sáng với tối nữa thì mình dùng buổi chiều như thế cho da nó thư giãn hơn. Và sau khi mà buổi chiều như vậy thì đến tối mình không cần phải tẩy trang nữa vì buổi chiều mình đã tẩy trang rồi. Trong cái trường hợp là các bạn chỉ ở trong nhà thôi, ví dụ như là khoảng buổi chiều khoảng 6 giờ mình đi làm về này, mình đi tắm này, thì trước khi đi tắm mình sẽ tẩy trang đi, mình tẩy trang nhẹ nhàng sạch sẽ đi, sau đó mình sẽ lau lại toner đấy, sau đó mình sẽ bôi BHA hoặc AHA lên. Hoặc là mình có thể kết hợp cả AHA cả BHA nhé. Nếu các bạn biết kết hợp thì có rất nhiều cách để kết hợp luôn. Giống như một người đầu bếp giỏi đưa cho nguyên liệu gì người ta cũng nấu được hết ạ. Mình sẽ bôi BHA vào cái vùng mà tiết dầu này, vùng chữ T và vùng tiết dầu này. Đấy, AHA mình bôi xung quanh. Rất ok luôn, không phải nghĩ chuyện kết hợp AHA BHA như nào. Một vùng mình bôi BHA. Đấy, một vùng còn lại mình bôi AHA. Đấy. Thì là 6 giờ chiều mình bôi như thế. Sau đó đến tối khoảng 10 giờ tối đi. Đấy. Là mình sẽ skincare buổi tối để mình đi ngủ đúng không? Thì nếu như mình chỉ loanh quanh trong nhà thôi, mình chơi bời, mình nấu nướng, mình học hành trong nhà thôi thì mình cũng không cần phải tẩy trang lại nữa. Mình lúc này mình dùng sữa rửa mặt. Dùng sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt sau đó mình nếu như mà sữa rửa mặt các bạn cảm thấy nó hơi khô khô rát rát thì các bạn có thể vỗ toner lên, nó sẽ cấp nước nhẹ nhàng cho các bạn, nó cấp ẩm nhẹ nhàng và nó đưa về cái độ pH tốt hơn cho da để dễ dàng thẩm thấu những sản phẩm tiếp theo rồi mình skincare tiếp buổi tối. Còn rất là nhiều cái nhỏ nhỏ nữa, những cái mẹo nhỏ nhỏ mà bác sĩ Ngọc vừa là có thể là đọc được kiến thức này và vừa là trải nghiệm trên chính da của mình, vì da của mình rất là nhiều vấn đề các bạn ạ. Mụn, mụn rồi thì kích ứng rát đỏ mình bị hết rồi, nhưng mà mình có cái cách để mình xử lý rất là nhanh.